Hà Nội sẽ có 3 thành phố trực thuộc thủ đô, định hướng xây dựng 3 thành phố trực thuộc thủ đô ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam. Cụ thể, phía Tây là khu vực Hòa Lạc, Xuân Mai, phía Bắc Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn, phía Nam bao gồm khu vực Phú Xuyên, Ứng Hòa. Hà Nội định hướng xây dựng 3 thành phố trực thuộc thủ đô sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, logistics, thương mại quốc tế, tài chính, hình thành các động lực trung tâm phát triển mới của thủ đô Hà Nội.